Thưa quý vị, theo Bloomberg đưa tin, thuyền trưởng tàu đánh cá Việt Nam Trần Văn Nhân và thuyền viên trên tàu bị bắt, giơ hai tay ra sau đầu, giữ im lặng và quay mặt đi hướng khác trong khi các thủy thủ Trung Cộng với những cây gậy điện trên tay đánh cắp mè lưới đánh bắt của họ. Những người ngư dân như là ông Nhân đang đứng ở tuyến đầu của một cuộc tranh chấp lãnh thổ phức tạp nhất châu Á liên quan đến 6 bên yêu sách và các cường quốc bên ngoài như Hoa Kỳ. Trung Cộng thường được xem là bên vi phạm nhiều nhất trong khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, các bên yêu sách khác như là Malaysia, Indonesia và Việt Nam cũng có những hành động chống lại các tàu đánh cá từ Trung Quốc và các quốc gia khác để bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải của họ. Vào tháng trước, xảy ra vụ tàu Trung Cộng đâm chìm tàu cá Philippines trên Biển Đông. Sự việc này gây ra những phát biểu mâu thuẫn từ các quan chức chính phủ và quân đội. Một số người kêu gọi Philippines khẳng định quyền lãnh thổ của đất nước, trong khi một số khác đưa ra lập trường mềm mỏng hơn. Tổng thống Duterte đưa ra bình luận vài ngày sau đó, cho rằng vụ va chạm chỉ là một tai nạn hàng hải trên biển. Indonesia quyết định áp dụng một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn đối với cuộc khủng hoảng đánh bắt cá, khẳng định lời tuyên bố sẽ phát triển các cơ sở lưu trữ đánh bắt cá trên Natuna Regency, ngoài khơi bờ biển phía tây bắc của Borneo. Để đối phó với nạn săn trộm, Indonesia phá hủy hàng chục tàu thuyền bị bắt trong vùng biển của nước này, đa số là của Trung Cộng. Mặc dù thường xuyên được đưa ra để thảo luận, nhưng dự thảo quy tắc ứng xử với các quốc gia Đông Nam Á đạt được rất ít tiến bộ trong thập kỷ qua, và Trung Cộng đang dần dần giành quyền thống trị trên Biển Đông.